Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau vài phút. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có hai bản tin thế giới và một bài bình luận. Xin gửi đến quý vị thính giả chúng ta bắt đầu với bản tin thế giới đầu tiên ngọn lửa paralympic paris được thắp sáng trước khi bắt đầu một hành trình đặc biệt kính thưa quý vị hai tuần sau khi ngôi sao bơi lội người pháp leon marshan dập tắt ngọn lửa olympic để khép lại thế vận hội paris sự chú ý giờ đây đổ dồn về thế vận hội dành cho người khuyết tật paralympic hai vận động viên paralympic người anh Helena Raceford và Gregor Awan đã thắp ngọn lửa tại Stoke Mandeville, một ngôi làng ở phía tây bắc London, nơi được coi là nơi khai sinh ra Thế vận hội Paralympic. Ngọn lửa sẽ được đưa đến Pháp qua eo biển Mans trong hành trình kéo dài 4 ngày từ bờ biển Đại Tây Dương đến các bãi biển địa Trung Hải, từ những ngọn núi ở dãy Pyrenees đến dãy Amber. Hành trình của nó sẽ kết thúc vào ngày thứ tư tại Paris trong lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật với nghi lễ thắp sáng chiếc vạc Olympic độc đáo được gắn vào khinh khí cầu bay qua thủ đô nước Pháp vào mỗi buổi tối trong suốt 11 ngày diễn ra cuộc thi. Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Paris 2024 Tony Estanguet cho biết hai tuần sau khi Thế vận hội Bế mạc, thủ đô nước Pháp tự hào và phấn khởi khi đăng cai tổ chức Thế vận hội dành cho người khuyết tật mùa hè lần thứ 17, nhưng mà là lần đầu tiên tại Pháp. Họ sẽ mang ngọn lửa đến 50 thành phố trên khắp cả nước Pháp để tôn vinh những cộng đồng cam kết thúc đẩy sự hòa nhập trong thể thao và nâng cao nhận thức về cuộc sống của những người khuyết tật. Một ngọn lửa đặc biệt sẽ được thắp sáng tại Paris vào ngày Chủ nhật để kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng thủ đô nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Vào ngày thứ tư, 12 ngọn lửa sẽ lại hợp nhất khi cuộc rước đuốc kết thúc tại trung tâm Paris sau khi ghé thăm các di tích lịch sử dọc theo các đại lộ và các quảng trường nổi tiếng của thành phố Paris trước khi thắp sáng ngọn lửa trong chương trình khai mạc kéo dài 3 giờ đồng hồ. Và bản tin thế giới thứ hai cũng liên quan đến nước Pháp kính thưa quý vị. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đàm phán với các nhân vật chính trị chủ chốt trong nỗ lực thành lập chính phủ mới. Kính thưa quý vị, sau sự thành công từ Thế vận hội Paris và kỳ nghỉ ở địa Trung Hải, giờ đây tổng thống pháp emmanuel macron phải tìm cách khôi phục lại quyền tự chủ cho đất nước mình đối mặt với tình trạng quốc hội treo căng thẳng xã hội và nợ công tăng cao ông macron phải bắt đầu các cuộc đàm phán vào ngày thứ sáu với các nhân vật chính trị chủ chốt nhằm mục đích chọn ra một thủ tướng mới là người sẽ thành lập chính phủ và chấm dứt tình trạng bế tắc do cuộc bầu cử lập pháp bất ngờ vào tháng trước gây ra không có quy định nào yêu cầu ông Macron phải nêu tên ứng cử viên từ đảng giành được nhiều ghế nhất hoặc đưa ra mốc thời gian cho quyết định. Việc không có khối chính trị thống nhất nào là điều chưa từng có trong nền Cộng hòa hiện đại của Pháp. Những người theo chủ nghĩa trung dung và bảo thủ cũng sẽ họp với Tổng thống Macron vào ngày thứ Sáu, trong khi các nhà lãnh đạo của National Rally là Marine Le Pen và Jordan Bardella dự kiến sẽ có mặt tại điện Élysée vào ngày thứ hai văn phòng của tổng thống macron cho biết ông sẽ chỉ định một thủ tướng dựa trên các cuộc tham vấn này nhằm mục đích hướng tới đa số rộng rãi và ổn định nhất có thể với tư cách là tổng thống ông macron có toàn quyền bổ nhiệm thủ tướng theo hiến pháp của pháp và kính thưa quý vị sau đây là bài bình luận của tác giả trấn nguyễn gửi đến tham gia cùng chương trình có nhan đề là Tim Woods và Temple Tim, người Mỹ gốc Việt và đàn bà không đái quan ngọn cỏ. Kính thưa quý vị, trên tờ báo NPR có tựa đề tại sao đảng Cộng Hòa gọi Tim Woods là Temple Tim và tại sao đảng Dân Chủ lại ủng hộ điều đó. Stephen Muller cựu cố vấn của Donald Trump, một tên kỳ thị nhất nhì nước Mỹ, đã đăng dòng tweet viết rằng bà ấy thực sự đã chọn Tembon Tim. Chara là người điều hành tài khoản mạng xã hội cực hữu Lives of TikTok đã chỉnh sửa ảnh khuôn mặt của ông Tim Woods lên một chiếc hộp Tempax. Cái lối phỉ bán và lăng mạ của tên Stephen Miller cực đoan và kỳ thị phụ nữ kỳ thị dân da màu bởi vì hắn ta là một tên da trắng tự cho mình là thượng đẳng chính cái hành vi mất nhân tính của hắn ta đã khiến tôi phải viết bài bình luận hôm nay vấn đề tempax là chuyện riêng tư của phụ nữ mà tôi đã từng viết về nó cách đây rất lâu dưới thời kỳ của trump khi hắn ta còn tranh cử tổng thống Trump là một trong 10 ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trong một cuộc tranh luận trên truyền hình. Tôi muốn nhắc lại cái quá khứ này để ông Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương và đám mít vàng Yellow Trust không được phép quên. Mà thời gian đã hơn 8 năm rồi họ vẫn tôn thờ Trump là ngài là thần thánh do Chúa ban xuống để cứu nước Mỹ. Là đem nước Mỹ trở lại với sự vĩ đại đây là cái vĩ đại lố bịch trong ngôn ngữ của những kẻ thuộc tai anh chị thường dùng bà megan kelly đã thách thức donald trump về những bình luận mà hắn ta đưa ra những lời phê bình về phụ nữ trong một cuộc tranh luận trên truyền hình của rosie o'donnell ngay từ đầu cuộc tranh luận bà megan kelly đã hỏi donald trump tại sao cử tri nên bầu cho một người đàn ông từng gọi phụ nữ là những con lợn béo, là những con chó, luộm thuộm và những con động vật ghê tổng. Donald Trump đã đáp lại bà Megyn Kelly của Fox News rằng có máu chảy từ mắt của cô ấy, máu chảy ra từ khắp nơi của cô ấy. Trên một diễn đàn bảo thủ lớn của Hoa Kỳ những người họ đã loại bỏ Donald Trump khỏi vị trí diễn giả. Họ nói rằng họ không thể nào chấp nhận được. Khi mà Donald Trump ám chỉ rằng một nhà báo đã đối xử tệ với ông ta chỉ vì cô ấy đang trong thời kỳ kinh nguyệt của đàn bà. Ông tiến sĩ Nguyễn Văn Lương và đám mít vàng Yellow Trust nghĩ sao về lối ăn nói thô tục vô giáo dục này đối với phụ nữ của Donald Trump. Nhất là những phụ nữ mít vàng yellow truss. Từng chế giễu người phụ nữ da màu giống như mình là bà Kamala Harris. Là Carini là đàn bà đái không qua ngọn cọ Câu chuyện nó cũng chẳng có gì mới đối với tôi. Vì ở các quốc gia khác họ đã đi tiên phong vấn đề quan tâm và chăm sóc sức khỏe của nữ giới. Và sau đó các nhà lập pháp cấp tiến, tiến bộ Mỹ nói gót theo sau trong cuộc vận động để nó trở thành một đạo luật. Chúng ta phải tự đặt câu hỏi lớn rằng, lý do tại sao một cường quốc giàu có như Hoa Kỳ, đa số người dân Mỹ theo cơ đốc giáo, mà lại kém văn minh về cách đối xử với giới phụ nữ và cộng đồng LGBT. Người Việt thì tôi cho rằng văn hóa của người phương Đông bị ảnh hưởng bởi triết lý lố bịch nho giáo của khổng tử, tam tòng tứ đức nghĩa vụ tam tòng của phụ nữ đối với gia đình là phải tuân thủ là khi ở nhà phải theo cha khi lấy chồng thì phải theo chồng khi chồng chết thì phải theo con trai còn tứ đức là công ngôn dung hạnh là các tiêu chuẩn để phụ nữ rèn luyện hoàn thiện bản thân người đàn bà nào đạt được chỉ tiêu tam tòng tứ đức ngày xưa thì sẽ được vua ban cho cả một làng một tấm bản sơn son thiếp vàng có dòng chữ tiết hạnh khả phong nói đến đây làm tôi nhớ đến bà mẹ của tôi bà cũng được cái tiếng là tiết hạnh khả phong với họ hàng bên chồng nhưng vì thời phong kiến đã qua khá lâu nên bà mẹ của tôi chẳng được cái bản sơn son thiếp vàng nào do vua ban cho cả trong nho giáo ông khổng tử là người có quan điểm trọng nam khinh nữ đàn ông là trụ cột của gia đình. Người đàn bà phải có bổn phận là làm công việc nội trợ thôi, nuôi nấng con cái, nâng khăn sửa túi cho chồng. Ở Việt Nam ngày nay cũng còn nhiều đàn ông mang quan niệm cổ hủ này trong thế kỷ 21. Đó là điều đáng buồn, thưa quý vị. Hôm nay tôi bàn một ít về chính trị, về tôn giáo. Tôi bàn về cái đạo đức mà người Mỹ đã tôn vinh nó mà người bảo thủ dựa vào quyển sách Kinh Thánh Cơ Đốc Giáo cho chính sách xã hội Mỹ. Nhiều người tức giận về hệ thống phân cấp giới tính, thống trị trong Thiên Chúa Giáo La Mã. Việc phụ nữ không có khả năng phục vụ ở những vị trí có ảnh hưởng hoặc kỳ vọng về sự trong trắng được đặt lên các cô gái. Tại sao người cơ đốc nhân lại đánh giá thấp giá trị và nhân phẩm của phụ nữ và giới đồng tính. Họ tôn vinh giá trị gia đình, một giống đực, một giống cái và một đàn con. Và theo chủ nghĩa gia trưởng, nhưng mà họ không tôn trọng những đứa con đồng tính của họ, như tỷ phú Elon Musk. Ông ta có một đứa con gái giới tính thứ ba, Vivian Jenna Wilson, bị Elon Musk ruột bỏ. Cho đến khi cô ta 20 tuổi là tuổi trưởng thành, cô ấy đã ra tòa và xin quyết định bỏ cái tên dòng họ Musk khốn này. Như Dick Cheney là phó tổng thống dưới thời George W. Bush. Có người con gái đồng tính tên Mary Cheney là em gái của bà Lee Cheney. Cả ông cha là Dick Cheney và người con gái Lee Cheney hai người họ đã hy sinh con và em của mình để phục vụ sự cao cả về bảo thủ đạo đức cơ đốc giáo chống cộng đồng LGBT. Chỉ vì cái lý thuyết khôn nạn đã dẫn đến những giá trị gia đình sai lầm. Tôi có một câu hỏi về những con người bảo thủ này. Họ biết thế nào là tình máu mũ thiên liêng? Thế nào là tình ruột thịt? Họ hiểu thế nào là chứng bệnh tổn thương về tâm lý, khi bị gia đình ruồng bỏ họ hiểu bao nhiêu về cộng đồng giới tính thứ ba khi cốt lõi của giá trị gia đình bị hiểu sai lầm thì đó cũng là thời gian mà đảng cộng hòa bảo thủ chính thống đã bị đảng cực đoan maga tước đoạt danh hiệu và đảng cộng hòa thực sự đã chết khi các đại diện cử tri đoàn bảo thủ cực đoan maga tại các địa phương đã thay thế những nhà lập pháp bảo thủ chính thống Scotland là quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp sản phẩm kinh nguyệt miễn phí trên phạm vi toàn quốc. những nước khác bao gồm New Zealand và Kenya phân phối sản phẩm miễn phí tại các trường công. các sản phẩm kinh nguyệt bao gồm băng vệ sinh và giấy khử trùng vệ sinh hiện được cung cấp miễn phí ở Scotland cho bất kỳ ai cần chúng. bộ trưởng tư pháp xã hội của Scotland là bà Sona Robinson cho biết trong một tuyên bố rằng việc cung cấp quyền truy cập vào các sản phẩm trong thời kỳ kinh nguyệt miễn phí là nền tảng cho sự bình đẳng và phẩm giá, đồng thời xóa bỏ các rào cản tài chính để tiếp cận chúng. Nhờ luật được Quốc hội Scotland phê chuẩn vào năm 2020, các sản phẩm kinh nguyệt sẽ có mặt ở những nơi như là hiệu thuốc Tây và trung tâm công cộng. Bà dân biểu quốc hội Scotland Monica Lennon người đưa ra đề xuất này vào năm 2016 cho biết rằng chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được ở Scotland. Chúng tôi là những người đầu tiên nhưng sẽ không phải là người cuối cùng. Kính thưa quý vị, tôi thường hay xem những clip video của những YouTuber ở Việt Nam. Họ đưa lên mạng nói về những hoàn cảnh khốn khổ của những gia đình homeless hay nói chung là những người không nhà, không cửa. Những cảnh ngộ độc thân, những đứa trẻ, những cô gái đi lượm ve chai, đi bán vé số để sống qua ngày. Nhất là những người phụ nữ, những em bé gái tuổi vị thành niên, những cô gái trẻ. Cuộc sống của họ đã khiến lòng tôi xót xa. Không có gì khổ bằng khi đến thời kỳ kinh nguyệt đó là nỗi kinh hoàng nỗi xấu hổ đến với họ mỗi tháng họ phải giải quyết làm sao khi mà không có tempax không có tembon chính phủ cộng sản việt nam không quan tâm đến những con người khốn cùng như họ chúng ta hãy tìm hiểu thêm tình trạng của giới phụ nữ ở phương tây thì mới nhận thức được nỗi khó khăn của người phụ nữ việt nam hiện nay như thế nào ở hoa kỳ một gói băng vệ sinh hoặc băng khử trùng vệ sinh có giá khoảng 7 đô la và có thể sử dụng trong một hoặc hai tháng. Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học George Mason, khoảng 14% sinh viên Đại học Mỹ gặp khó khăn để mua được các sản phẩm kinh nguyệt cho phụ nữ và con số này cao hơn ở phụ nữ da đen và Latina. Và các nhà nghiên cứu nhận thấy những người thường xuyên gặp khó khăn khi không có đủ tiền mua chúng và họ có nhiều khả năng bị trầm cảm. Những phụ nữ gặp khó khăn trong việc mua những nhu yếu phẩm cơ bản có thể chọn bỏ qua chi phí mua một hộp băng vệ sinh, thay vào đó chuyển sang sử dụng giấy vệ sinh hoặc tách vớ. Một cuộc khảo sát về phụ nữ có thu nhập thấp ở St. Louis được công bố vào năm 2019 cho thấy là có gần một nửa cho biết họ phải lựa chọn giữa thực phẩm và các sản phẩm dành cho kinh nguyệt vào một thời điểm nào đó trong năm các chương trình hỗ trợ như snap và wic thường không chi trả chi phí cho các sản phẩm định kỳ này và nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu khả năng tiếp cận với các sản phẩm kinh nguyệt có thể khiến phụ nữ và trẻ em gái phải nghỉ học hoặc nghỉ làm kính thưa quý vị những người ủng hộ cho biết giấy vệ sinh và xà bông được cung cấp miễn phí trong các phòng vệ sinh công cộng. Vậy tại sao các sản phẩm kinh nguyệt thì lại không? Tại Hoa Kỳ, một số tiểu bang đã thông qua luật yêu cầu các trường K-12 công lập cung cấp miễn phí các sản phẩm kinh nguyệt, bao gồm New York, Virginia và Oregon. Khoảng một chục tiểu bang đã miễn thuế bán hàng cho các sản phẩm kinh nguyệt ở cấp liên bang, dân biểu Grassman của New York, một đảng viên đảng dân chủ đã đưa ra luật vào năm ngoái yêu cầu Medicaid chi trả cho các sản phẩm kinh nguyệt, cùng với việc cung cấp các khoản trợ cấp và hỗ trợ khác để cải thiện khả năng tiếp cận các trường K12, cao đẳng và đại học, các trường công liên bang, các tòa nhà và cơ sở giam giữ. Nhưng dự luật thì vẫn còn ngâm tôm trong ủy ban quý vị cũng hiểu lý do tại sao dự luật này nó bất thành. Đó là bởi vì hầu hết các nhà lập pháp trong Hạ viện Đảng Cộng Hòa là những người có quan điểm và tư tưởng quái đảng kỳ cục về phụ nữ và giới đồng tính. Ở xứ Mỹ này, có quá nhiều điều kỳ cục. Nhiều nhà lập pháp đảng Cộng Hòa bảo thủ không rành gì về ngành nghề chuyên môn nhưng mà lại làm chủ tịch của các ủy ban trong các ngành nghề đó để làm ra luật thế mới gọi là kỳ cục chứ chẳng hạn như tên Tommy Tuberville. ông ta đã chặn các đợt thăng chức trong quân đội trong nhiều tháng vì phản đối chính sách phá thai của ngũ giác đại trong khi nghề nghiệp của ông ta chỉ là huấn luyện viên bóng đá đại học đã nghỉ hưu chẳng dính líu gì đến quân đội cả chẳng hạn như tên Ted Cruz chỉ là một tên luật gia nhưng là giữ chức vụ tiểu bang thương mại trung tâm Hoa Kỳ về không gian và khoa học ông ta có quyền chi hay giảm hoặc là tài trợ cho những dự án khoa học của NASA nói ra thì còn nhiều lắm những đứa kỳ cục nhưng mà tất cả họ lại có đức tính cần mẫn kiểm tra dưới váy của phụ nữ triệt để Bắt đẻ thì phải đẻ. Bắt nín thì phải nín. Dù là cái bào thai đó là do kẻ hiếp dâm hay loạn luân tạo ra. Vào năm ngoái, thống đốc Minnesota, Tim Woods, đã ký một đạo luật yêu cầu các trường công phải cung cấp các sản phẩm vệ sinh phụ nữ, bao gồm băng vệ sinh và tampon cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12. Các sản phẩm này là hoàn toàn miễn phí cho học sinh với việc tiểu bang chi trả khoảng 2 đô la cho mỗi học sinh để duy trì nguồn cung cấp trong suốt năm học. Đạo luật này đưa Minnesota trở thành một trong 28 tiểu bang và Washington DC đã thông qua luật nhằm mục đích cung cấp cho học sinh quyền tiếp cận các sản phẩm kinh nguyệt tại trường học. Vấn đề này nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. 30 tiểu bang đã bãi bỏ thuế bán hàng của tiểu bang đối với các sản phẩm kinh nguyệt của phụ nữ. Các nhóm bảo vệ quyền của người trong cộng đồng LGBT đã hoan nghênh quyết định của thống đốc Tim Walz và ca ngợi thành tích của ông, bao gồm lệnh hành pháp năm 2023 biến Minnesota trở thành một trong những tiểu bang đầu tiên bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khẳng định giới tính, trong khi hàng chục tiểu bang khác thì tìm cách cấm dịch vụ này. Tim Woods, người từng giành được danh hiệu giáo viên truyền cảm hứng nhất tại trường trung học nơi ông dạy và là huấn luyện viên bóng bầu dục. Ông đã không trả lời công khai những lời chế giễu tempo Tim từ phía chiến dịch tranh cử của Trump Vance. Nhưng mà ông đã có những lời lẽ mạnh mẽ dành cho những đối thủ Cộng hòa của mình vào tối thứ ba trên sàn đại hội đảng Dân chủ ở Chicago. Khi ông nói rằng Donald Trump và J.D. Vance thật đáng sợ và thật là quái đảng kỳ cục. Nhưng chúng tôi sẽ không quay lại. Cựu dân biểu tiểu bang Georgia, Bi Nguyễn, là người gốc Việt, cho biết ông Tim Walz với tư cách là một cựu giáo viên. Ông ấy hiểu được việc thiếu tiếp cận các sản phẩm dành cho kỳ kinh nguyệt sẽ ảnh hưởng đến kết quả giáo dục như thế nào. Điều này khiến tôi trở thành một người hâm mộ lớn hơn của Temple Team. Cựu ứng cử viên tổng thống bà Hillary Clinton thì cho biết rằng điều tốt của ban vận động tranh cử của Trump đã giúp công khai chính sách lòng trắc ẩn của thống đốc Tim Chúng ta hãy làm điều này ở mọi nơi vận động tranh cử và sau đây là phần kết luận của tác giả trân nguyễn kính thưa quý vị có rất nhiều người bị bệnh mà không biết mình bệnh như tiến sĩ nguyễn văn lương ông ấy đã định nghĩa thuật ngữ văn minh vĩ đại là sự giàu có là kỹ nghệ tân tiến là vũ khí sát nhân hùng mạnh có nền giáo dục cao có hạ tầng cơ sở tốt có quyền tự do cá nhân có quyền tự do súng và có dân chủ cao. Nhưng ông lương lại quên rằng cái văn minh vĩ đại nó không có được sự tôn trọng nhân phẩm của con người. Nó không có quyền tự do làm chủ bản thân của mình. Nó không có quyền công bằng và bình đẳng. Những cái đó mới chính là cốt lõi của nền văn minh. Dân chủ và tự do là giấc mơ của nhân loại. Người phụ nữ là bà nội, bà ngoại của chúng ta. Người phụ nữ là người tình của chúng ta. Người phụ nữ là người vợ của chúng ta. Người phụ nữ là chị em gái của chúng ta. Người phụ nữ là các con gái của chúng ta. Người phụ nữ là người đem lại sự sinh sản cho nhân loại trên trái đất này. Người phụ nữ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày là một sự kiên nhẫn, kiên trì chịu khó và họ dồn tất cả tình thương yêu cho đứa con mà người đàn ông không thể nào so sánh được. Đó là đặc tính bền bỉ của người phụ nữ. Người phụ nữ đã chịu áp bức hơn 21 thế kỷ. Tại sao chúng ta lại chịu để cho những đám maga cộng hòa, coi thường, lăng mạ, sỉ nhục thân phận của người phụ nữ? Điều đó không thể chấp nhận được trong xã hội này. Xã hội Mỹ này còn mang nặng chứng bệnh bảo thủ bại não. Đàn bà không đái qua ngọn cỏ. Nên tất cả chúng ta cần phải đứng lên với lá phiếu trong tay để thay đổi bộ mặt ý thức hệ tâm tối, thiếu văn minh về quan điểm khinh thường phụ nữ. Trong khi các quốc gia kém giàu có, kém nền giáo dục, kém luôn cả quốc phòng, thì họ lại đi tiên phong trong vấn đề nhân bản, đi trước chúng ta về quyền tự do cá nhân, về quyền của phụ nữ, về quyền của những người trong cộng đồng LGBT và chăm sóc sức khỏe cho người mẹ và đứa con. Vậy thì người Mỹ có gì để hãnh diện? Về sự vĩ đại, về sức mạnh và sự giàu có, khi đất nước này vẫn còn có những cái đầu hủ bại, phân biệt chủng tộc, kỳ thị những người trong cộng đồng LGBT, của những gã đàn ông ủng hộ đảng Cộng Hòa và một tên giáo chủ bất xứng. Còn người Mỹ gốc Việt, những người cuồng Trump, có gì để hạnh diện với những người Việt hải ngoại tại các quốc gia khác? Khi còn những gã đàn ông thiểu năng đến thế kỷ 21 này, vẫn còn mang quan niệm đàn bà không đái qua ngọn cỏ. Theo tôi đó là những gã đàn ông kỳ cục. tác giả Trấn Nguyễn. Việt Linh xin cảm ơn tác giả Trấn Nguyễn đã tham gia bài viết này cùng chương trình hôm nay. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành, nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.